Này các massage karaoke Hồ Chí Minh mở lại có phải là thách thức không anh? Thách khỉ khô gì tức, mày ăn được mày cho mắt tao đói. Ủa 1 tháng 10 nó mới mở. Ủa 10 tháng 1. Bây giờ các bạn ngộ ghê, chuyện làm ăn của người ta. Người ta đóng cửa bằng mừng, người ta mở cửa bằng ý chí cái cò, đạo lý đó là không có đạo đức nha các bạn. Bạn ăn cơm người ta cũng phải sống, đó là nguyên tắc. Bạn làm công ăn lương đó là chuyện của bạn, người ta kinh doanh người ta mở cửa là chuyện của người ta. Bắt người ta đóng cửa nuôi người ta được không? Nói cho sòng phẳng vậy thôi à. Nó vô lý vậy đó. Có những người ngộ lắm, thích ta đóng cửa mới chịu, nghe phá sản thích. Mình không nói bạn nha bạn, nhưng mà bạn sắp có những cái giá đó rồi đó, đúng không? Tức là bạn đang bàn luận về một cái ngành nghề kinh doanh người ta có mở cửa, bạn thách thức ai? Thích bạn hả? Bạn thích thì bạn đi, bạn thích bạn nhà bạn ngủ vậy thôi. Xã hội này nó có nhiều người mà, đúng không quý vị? Nó có người này có người kia mà. Nhưng mà em đoán là ngày 10 tháng 1 thì người ta đi karaoke đi này nọ rất là đông. Đúng rồi. Lâu ngày cần câu xã vậy? Thèm, nó thèm cả năm trời rồi. Nên nhiều khi nhiều người suy nghĩ mà thấy ích kỷ, thấy chán xã hội. Xã hội bây giờ cực kỳ gọi là sống không biết nhìn cho cái chung. Sống mình cứ thỏa mãn cái ác ma của mình thôi. Tôi thấy thật sự tôi cũng làm massage, tôi cũng làm karaoke, tôi thấy chuyện cấm người ta cả năm vậy tôi thấy rất là đau. Đó, rất là đau, đời người ai cũng còn kiếp thôi. Cả đống tiền nó mượn nợ ngân hàng hết. Đúng không? Mặt bằng nữa. Giống như ngày xưa có mấy bạn thù ngành game. Ủa ngành game mà xưa đồ sát bạn sao mình thù dữ gì không biết. Cứ nói thôi game không cần thiết, đóng cửa mẹ nó đi. Một cái câu nói thiệt tình nó nghe chán thì nó cạch mặt nhau luôn. Nó mà quê nhất á là có mấy ông nội á. Ủa cũng làm youtuber. Ngồi chỗ ăn tiền YouTube. Đó bình luận tới cái hướng thôi đóng cửa hết mẹ đi, còn dịch mà giờ bây giờ còn mạng sống thì bữa sau tao làm kiếm tiền. Ủa tao như YouTube của tao gọi là gì, lóc quảng cáo luôn. Cho mày nói cái câu đó. Má cái câu nghe không chấp nhận được quý vị. Mình nói gì ra nó phải nó phải công tâm, nó phải khách quan, nghĩ sao á. Mình làm công ăn lương, thu nhập của mình không bị ảnh hưởng, mở miệng nói chuyện đạo lý. Mấy ông kia đang than vãn chưa cho trung tâm Anh ngữ hoạt động. Em thiết nghĩ mở thì mở hết cho công bằng tất cả. Cái công ty Anh ngữ khiên nít học ông ơi. Nít giờ chưa, có đứa chưa xuống kim. Ông hiểu không? Thí dụ như bây giờ là cái gì nó ảnh hưởng tới sinh kế, sinh nhai nọ thì ok. Còn cái chuyện nít giờ mấy đứa từ năm tới mười mấy tuổi nó có vaccine đâu. Đúng không? Bây giờ nó nhiễm rồi sao? Nên mấy cái đó thì cũng nên như vậy. Thật ra thì tất nhiên bắt đóng cửa thì vẫn phải trợ cấp. Chứ không phải là đóng cửa xong rồi kệ mẹ mày. Hiểu không? Đó, nhưng mà mấy cái trường học thì trong giai đoạn này theo mình nghĩ thì đừng nên mở cửa. Cho dù mày lớp mấy cũng vậy thôi. Đó. Thật sự nhiều khi mình đọc những bài báo mà lớp 7, lớp 8 gì đó, lớp 9, 11 gì đó mở cửa gì đó. Mấy cái đó mình nghe mình không có vui. Tại nó không vui được vấn đề gì cả. Nó cũng không thật sự cần thiết. Học online được thì học online giảm tiền phí lại. Còn không thì gọi là trễ mấy tháng, năm thì cho nó xong đi. Còn người lớn thì người ta có vaccine rồi. Và người lớn người ta cũng ý thức nhiều hơn. Con nít nó tội nghiệp lắm, mạng nó nhỏ nó biết gì đâu. Đúng không? Giờ ví dụ như mình nhìn bạn nhìn thấy cảnh mấy đứa nít mà nó vô bệnh viện nằm mới thấy cưng. Nó không biết cái gì hết á. Trời ơi, hổng tôi đi gặp nhỏ xíu bị bó bột qua. Không biết nó bị gì, nó bó bột nhìn tội nghiệp lắm luôn á. Nó có chút ép à. Đứng tới đây tôi à. Trời, nhìn tay bó bột, xách cặp đi học. Nhìn tội lắm mà. Nói chung là mình hơi bị thương nít nha. Ủa thầy vậy mấy trường mầm non á thầy? Một trường mầm non người ta cũng mướn mặt bằng bự hưởng karaoke nữa thầy. Thì anh nói rồi, tức là dù như cái khối nào mà ảnh hưởng tới tư nhân mà gọi là ảnh hưởng tới mà gọi là kinh doanh này nọ đó thì khi mà đóng cửa vậy nên có chính sách hỗ trợ. Cái đó bắt buộc. Không bỏ thì chết nó được. Thấy mấy trường mầm non chắc chết gần hết rồi quá. Thì đó, thì những cái đó mình gọi là những cái mà gọi là chết nó oan mạng này nọ rồi cuộc đời ai chả có mạng rồi sau này ấm ức cuộc đời tức ngủ được. Thì những đó bây giờ mình nói những em đó là đối tượng ảnh hưởng trực tiếp thôi, đi vay ngân hàng lãi suất siêu thấp hay là gì gì đó, hay có hỗ trợ gì đó cho đúng đối tượng đó mới được. Chứ thấy quốc hội cũng đang bàn mới có hỗ trợ thì hy vọng có những bạn đó. Với mấy bạn mình game nữa, tám mình game hôm cũng chết chắc phải 70-80% rồi đó. Mấy bạn nhỏ nhỏ đó, như tụi em đó cũng đi vay ngân hàng này nọ, nhỏ vay nhỏ, lớn vay lớn thì thằng nào chả vay đúng không? Thì giờ giải quyết cái đầu kia, đầu chủ nhà không được thì giải quyết đầu ngân hàng cho người ta sống chứ.
gia đình con có ai mà làm ăn thì con sẽ hiểu được cái thốn cuộc đời nó như thế nào. Thốn mà thốn ấm ức, mà thốn tức tưởi, mà thốn không nói lên lời đúng không con? Chữ thề được không thầy? Chữ thề trong tâm. Không, thầy không chữ thề được. Chữ thề trong tâm. Má thầy đang thốn mà thầy gặp mấy anh khứa nói thôi giờ còn mạng còn tiền là tôi không có nghe mấy anh đó thiệt luôn á tôi. Thì chữ thề trong tâm. Cái cảm giác bạn đang thốn mà bạn ngồi im thì thôi nha. Bạn lú đầu bạn ra bạn nghe cái thôi giờ có gì đâu tình hình chung rồi còn mạng còn tiền. Nói chung cái đó phải dân là kinh doanh nó mới hiểu, dân làm ăn nó mới hiểu chứ còn dân làm công nó không hiểu đâu bạn. Nên gọi là một xã hội nó sẽ luôn có giai cấp, mà một xã hội chắc chắn nó sẽ có mâu thuẫn đó. Nó tại vì đứng trước độ làm công nó không bị gì đó, nó không ảnh hưởng, nó cảm thấy bình thường, lương vẫn nhận đủ, cùng lắm tỉnh ta cấp thất nghiệp hết. Sao dịch công ty người ta lo cho mình nhiều vậy? Còn nữa đúng rồi, không lo gì cho mình hết. Đúng. Nên mấy thằng làm công đó mình cũng phải lựa ra mình tiễn nó bớt đi. Mình chỉ dựa vô những cái bạn nào mà đồng hành tâm huyết người ta hiểu chuyện thôi chứ. Còn mấy bạn đó là phải tiễn bớt đi chứ để mấy bạn đó mốt nó kích động mệt lắm. Không, nó kích động làm cách mạng màu trong công ty các bạn. Bên em tiễn hết một tổ. Tổ luôn hả? Ủa vậy bên mày mấy tổ? Bên em 3-4 tổ, 4 tổ gì đó. Tức là 4 tổ làm chung chức năng hay là mỗi tổ làm chức năng? Mỗi tổ một chức năng khác nhau là bay hết nguyên tổ rồi. Rồi xong rồi cái công đoạn đó là ai làm? Thì một nhóm khác vô làm công đoạn đó thôi. Cái nhóm khác là ở ngoài vô hay là nhóm khác của công ty em nó chuyển qua đó làm? Thì ý là thuê nhóm rồi. Khác vô á là coi như bay hết nguyên. Nói chung với cuộc sống mày vậy, cái Việt Nam á nhiều khi tầng lớp lao động dân trí thấp nó đòi hỏi quyền lợi của nó một cách vô lý luôn á. Nó đâu có biết là doanh nghiệp người ta một mà gọi là nó chịu áp lực từ tứ phía. Nó chỉ biết quyền lợi cho nó thôi, nó nghĩ nó làm vậy á. Sáng cấp ô đi tối cấp về là lương tháng 13 là bắt buộc. Thì cũng không ai đụng chạm tới lương tháng 13 đó đâu. Nhưng mà trong đầu nó đang suy nghĩ như vậy đó. Quá nhìn thấy chán lắm các bạn. Nhất là mấy thằng nói nhiều á. Mấy thằng mà lên mạng mà thanh cao á, nói nhiều, nói chuyện mà nói đạo lý á, là mấy thằng đó, mấy thằng khứa đó là nó chủ nghĩa cá nhân siêu cao luôn. Nên mấy bạn nào làm doanh nghiệp thì học bài toán quản trị đi, tôi nói thiệt cuộc đời này giờ nó khó lắm luôn. Nó chứ doanh nghiệp người ta có muốn không muốn sa thải nhân viên đâu bạn. Người ta làm việc nó cũng có cái tình cái cảm cái nói chung tùm lum đó, nhưng mà tới một cái bước đường người ta chịu không nổi nên người ta buộc phải sa thải thôi chứ giờ sao. Dịch ở lại công ty đồ ăn thức uống thì kiểu như là công ty cũng hỗ trợ cho hết mình hết lòng rồi. Ở lại công ty suốt mấy tháng dịch lúc mà đóng cửa xong rồi tới tháng đòi lương xong rồi tức là không làm mà đòi lương cái gì xong rồi lên group của công ty phót sầm sàm gì đúng không? Mấy thằng đó bố láo, tao nói thiệt. Mà trong khi ở lại công ty lo ăn, lo uống hết từ A tới Z rồi. Cái thằng nào, đó, quan điểm của anh nè, thằng nào phó tổ chức, dứt nó trước. Đó. Ở trong tổ chức mà ra phó tổ chức, tổ chức là quý dứt nó trước thì tao đã. Tính sao? Nó tùy em, tùy nó hồ sơ nó nộp. Lao động. Nhưng mà ý thằng Đạt nó nói á, là mấy thằng khứa đó là mấy thằng khứa gọi là nó cực kỳ ích kỷ, mẹ mà mất dạy nữa. Ích kỷ đã chớ. Thí dụ nó ích kỷ là nó đòi hỏi cái vô lý, nó không được thì nó thôi. Ủa mà còn đằng này nó đang đòi hỏi cái vô lý, mày không được mà nó nhoi đó, lấy pháp chế ra cỏ đầu nó luôn. Bởi vì mấy công ty lớn người ta có pháp chế hết, không giỡn như mấy thằng nhoi nhoi chỗ tre đâu. Đi phốt ngược công ty nó kiện ngược lại, không đủ tiền đền. Giỡn hoài vô ấp bồ phốt nó đi. Mày giết vô cái Simon nó để sớ táo quân nó đầy đủ hết. Nên nhiều khi gọi là cái gì? Gọi là mình là chủ yếu là mình doanh nghiệp nhỏ. Là mình làm ăn gì? Nói chung là dựa trên cái tình là cái chính. Hiểu không? Ai mà nghĩ tới chuyện mà kiện tụng này. Đúng không? Không thằng nào muốn lôi nhau đi kiện tụng hết á. Nhưng mà có mấy thằng khứa nó nhỏ nhỏ mà nó đòi kiện ngược, nó làm ghê gớm lắm. Nó coi kiểu như là coi phim nhất nó bị khùng á. Nó nói là thôi giờ đi kiện. Kiện ai xử mày? Cậu mà chưa biết kiện ngược lại mày thua chết cha mày luôn đó chứ kiện. Ở đó mà bây giờ nè, đã là một cái con người làm trong tổ chức, độ ăn lương người ta hàng bao nhiêu năm tháng, xong rồi một ngày nào đẹp trời đi phốt người ta là cái thằng đó là tào lao rồi đó. Ví dụ như giờ đó, không được chia tay văn minh, em đẹp im mẹ mỏ, không ai nói ai hết. Cái đó là cái được, cuối cùng người ta còn nhìn lại nhau đó. Còn trừ khi nào á mà cái thằng công ty đó nó làm cực kỳ tầm bậy mà cực kỳ sai luôn, lừa đảo rồi. Nhưng mà không công ty nào vậy đó. Cái công ty nào mà làm cực kỳ tầm bậy sai, một thằng sai đâu lại cả công ty nó sai, đúng không? Thì dù mình phản ánh lên, mình nói ý kiến sếp sò này nọ, cuối cùng ở các đồng thuận chúng thôi, chị nghĩ mẹ đi,
em rất tốt nhưng mà công ty rất tiếc, thôi chúng ta không phù hợp nhau, chia tay. Em được em, anh được anh, im hết. Cái đó là chuyện công ty. Còn trong chuyện tình cảm nè, yêu đương đã, chia tay kể. Ừ, nhỏ này lét, bên móp bên tròn, cực kỳ mất dạy luôn. Ừ, mông cứng ngắc đồ, đúng không? Còn thí dụ như nhân sự nghỉ mới nghỉ bữa trước bữa sau, lóc hết nhân viên cũ công ty, lóc hết sếp rồi đó, chưa bàn giao xong rồi hỏi rồi chưa trả lời sao anh? Lóc hết bàn giao hỏi chưa trả lời, mấy thằng chậu tre đó. Nhân sự nào nghỉ mà lóc hết công ty, lóc hết sếp luôn mà chưa bàn giao là chưa bàn giao, thì chưa bàn giao sao nghỉ được? Chưa bàn giao ý là vô nói là bàn giao vậy đó, vô cái rồi đi về thôi, thí dụ vậy. Mấy thằng đó chắc nhân viên cỏ cỏ thôi đúng không? Chứ đâu phải cấp quản lý mà vậy tao cũng chịu luôn rồi đó. Nếu mà có cái tư duy cỡ đó thì sao lên cấp quản lý được? Cỏ cỏ thôi, kệ mẹ, công ty thiếu của hồn nó thôi chứ giờ làm gì giờ? Công ty đó ai nhận được? Mình làm gì cũng phải tính thời gian sau nó còn đường lui. Hiểu không? Chơi kiểu đó là thôi. Đồng nghiệp qua đã chán rồi chứ đừng nói sếp cũ. Khi mà làm cho người Việt làm chung người Việt á thì nó còn chút xíu gọi là cái tình cảm trong đó. Thí dụ xử lý gì nó còn yếu tố tình cảm đó. Còn khi mà đi làm cho tư bản gì đó thì thôi luật chơi thôi. Mày kiện nó sợ quá cơ. Nó sợ quá cơ. Mà kiện nó nói kiện gì? Kiện đi đâu? Làm bộ hồ sơ kiện thế nào? Nhà của anh may mắn bế quan tỏ cản không ai bị hết. Nguyên dòng họ luôn á hả? Ừ. Bế quan tỏ cản. Dòng họ em thì bị dính hết tới khoảng 200 mạng. Có mấy ông ở dưới quê trốn Covid là biết đâu, vô rừng mua đất xong rồi lập nhà làm nhà trong đó luôn. Làm trang trại trong đó luôn, ở gần năm rồi đó. Ghê không? Trời ơi, chợ gì, trang trại để gì hiểu không? Gà, cá, đồ, vịt, đồ, rau, đồ. Tao nói mày chơi tự cung tự cấp mà. Nhà em cũng thành cái trang trại mini rồi thầy. Nuôi gì? Trang trại mini. À, nhà em nuôi gà đúng không? Có gà, có bồ câu, rồi trồng rau, trồng đủ thứ nào là rau. Trung bình nha, một loại thuốc mà nó ra đời là từ 10 cho tới 15 năm rồi mới ra được loại thuốc đó. Ừ. Mà để trị con này mình tốn khoảng thời gian đó, có nghĩa là từ giờ tới 10 tới 15 năm sau là mỗi năm mình phải chích bao nhiêu mũi đó hả thầy? Không biết luôn. 6 tháng lần vậy hả ta? Cứ 6 tháng lần thì cái đó vậy ẹt gì nữa mà sau này nó nhiều quá cứ ra từ hút tay lụi xong đi đâu đó đi tiêm tay lụi vậy thôi chứ giờ sao vậy? Thôi lụi kiểu đó thôi em làm gì chứ lụi kiểu đó để ấy quá thầy. Tại một khi đã lụi một mũi nha, mình còn phải nghỉ ngơi hết ngày đó, mất hết ngày làm việc nữa. À, tính tới đường đó luôn hả? Đúng rồi. Thì ai biết được thì nó thuộc về cơ chế luật pháp rồi thuộc về điều kiện này nè, ABC rồi sao tao biết được trời. Không mày cứ tin tưởng nhà Mỹ Đế đi, Razer đầu tàu mua cổ phiếu đi mà. Đây bây giờ á là anh thấy á dịch thì nó cứ vậy. Thì mình cứ làm bằng thứ nhất vaccine, thứ hai thuốc, thứ ba tới dự phòng này nọ. Kinh tế phải mở thôi chứ. Kinh tế không mở nguồn lực đâu nuôi dịch. Chết có cái chết vô hòm, có cái chết lâm sàng. Ở bên nước ngoài á nó quyền được chết. À, tức là ví dụ như bệnh nhân đó mà lỡ mà bị cái gì mà gọi là sống không bằng chết á thì quỳ lại bác sĩ cho được chết, bác sĩ không dám cho. Bác sĩ không dám cho luôn. Những cái bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối á, người ta rất là đau. À. Bây giờ tiêm cho người ta thuốc đi rất là nhẹ nhàng. Ừ. Nhưng mà Việt Nam mình không có. Không, mình không nói, mình nói thế giới á. Đúng rồi. Tức là cái đó bác sĩ nó sợ là mang vô cái tội là tội giết người. Ừ. Ok. Ký hợp đồng thầy. Hả? Ký đâu có sao đâu. Nếu mà có hợp đồng thì mày nghĩ vậy thôi, nhưng bác sĩ nó không nghĩ vậy, nó không dám ký thì sao? Hôm nay là mọi người lâu không được đi chơi là rần chia sẻ cái thông tin karaoke vũ trường sắp được mở cửa vào ngày 10 tháng 1 này. Ừ, 10 tháng 1 mới mở. Dạ, trong tuần sau. Thôi kệ mở ra cho tao làm ăn với mày, tội nghiệp tao, mày ơi, mở 8 tháng là khổ thế bà luôn. Cho đào điếc rồi nó còn có mùa xuân đồ. Ừ. Đúng không? Để cho tôi gọi là kinh tế đi lên chút xíu đi chứ giờ đi xuống quá, đi nhậu nó quýnh nó bỏ mẹ luôn. Kinh tế đi xuống nó bạo lực leo thang đó mà. Ngồi nhậu thôi cũng yên với mày khứa cái bên nữa. Yeah. Cái vụ đó là sao? Nó vi phạm quá, nói chung mà cái vụ đó là nó vi phạm quá nhiều cái luôn đó. Cái màn mà thứ nhất là mời rượu mời bia nè, không? Nó là vi phạm luật an ninh rượu bia rồi đó.
ép người khác uống rượu. Rồi cái màn gì? Cái màn tiếp theo là cái màn quyền riêng tư các bạn. Ở quyền riêng tư mà tự nhiên cái quán là xá cái tùm lum la vậy. Nó không có quyền riêng tư. Đó. Rồi xong rồi cái quyền mà bị đánh chạy không cho chạy nữa. Ví dụ như nguyên tắc mình bị đánh thì mình bị đánh đúng không? Thì mình bỏ chạy, tức là mình sợ rồi mình không muốn chơi nữa, mình chạy. Mà nó còn đuổi theo nó quýnh luôn. Truy cùng đuổi tận rồi này nọ. Năm 2020 Mỹ tiếp tục đóng cửa trường học vì biến chủng Omicron. Trời ơi, đóng cửa trường học là chuyện bình thường, với dịch này đi học chi trễ năm có chết đâu ba. Thật sự mình cũng nghĩ là con nít nó ở nhà đi. Tại vì chưa tiêm vaccine đi ra đường có chuyện gì tội nghiệp nó vậy thôi à. Nên cái chuyện mà Mỹ đóng cửa trường học thì mình thấy không có vấn đề nặng nề đó. Chừng khi nào đóng cửa tiệm nail mới nặng. Thiệt. Đúng không? Đóng cửa tiệm nail nó mới nặng chứ đóng cửa tiệm phở nó mới nặng. Đó. Còn đóng cửa trường học mình thấy nó bình thường. Trong khi đó Việt Nam đang lên kế hoạch 2022 cho học sinh đi học lại bình thường, chắc ai đó sẽ cay. Ê em đừng nói vậy hở sườn em, lọt chọn cái chết mẹ luôn em. Nói câu đó là hở sườn á. Nha, tức là em nói cái câu đó mà mấy em phản động mà nó cứng cửa, nó bật em lại cái một là em há mỏ liền luôn á. Còn anh thì anh bảo vệ em nên anh phích lỗi với em, trám là chút đỉnh cho nó động lũng nha. Có nên đi Mỹ diện đầu tư không anh? Có tiền cho em. Dụ mà bỏ 1 triệu đô qua bển mở tiệm nail đồ. Còn không thì bỏ 1 triệu đô qua mua chung cư ở bên Los bên New York đó, ngồi ngắm gái. Có tiền chơi ai cấm. Em nghĩ có 1 triệu đô ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Thì đương nhiên có 1 triệu đô, không lẽ giờ bỏ 1 triệu đô cầm qua Mỹ ở hết má. Mấy thằng đầu tư Mỹ 1 triệu đô chắc Việt Nam nó có 10 triệu. Đúng không? Chứ tự nhiên bạn có 1 triệu bạn cầm qua Mỹ mà đầu tư hết, tôi thấy bạn có vấn đề rồi đó. Chứ giờ có nhà đầu tư nào nó xây mà nó ra hết sổ nó mới bán đâu. Không có ai vậy đó. Tức là người ta bán ra miếng đất không à. Ta bán được cái mô hình 3D. Ta bán trên nhà mẫu. Mày đưa tiền cho ông phát một. Nó phiêu cái sổ đó. Nên nhiều khi anh ngẫm nghĩ là má ơi, mua chung cư được phải giống như để ở mà giống như để đầu tư luôn á. Tức là cái thằng mà nó lăn tay qua lăn tay lại nó đầu tư thì không nói. Mà chính bản thân của mình bỏ tiền ra mua chung cư cũng giống như cảm giác đang mình đầu tư á. Mà chưa chắc 2 năm xây xong nữa. Bây giờ tôi hứa, tôi xây ông 2 năm mà lỡ 20 năm mày chịu tụng nhau à. Nó gọi là nó hơi gì đó đó. Nhưng mà đặt cọc trước chua 20... lắm em, nó thấy nó sao sao á. Đặt cọc trước 20% thôi thầy. Nhiều khi tao thật vừa mày á, tao trong đầu tôi đang suy nghĩ này nha. Yeah. Anh sống ở Việt Nam á. Tất nhiên anh mua nhà là anh mua mà nhà sạch thì anh không nói, anh không sợ. Ok. Nhưng mà anh nghĩ hãy vui đặt quan cảnh của mày đi. Tôi suy nghĩ, khi tao mua nhà bên Mỹ mà tao còn chắc ăn hơn bên đây á. Tại nhà bên Mỹ á, là mua những căn nó có rồi, có thể nó cũ thôi. Rồi. Nhưng mà nó là cái nhà hiện hữu này nọ, tất cả mọi thứ đều ok. Còn giờ mà đi mà, ví dụ như đi mua chung cư mà gọi là dự án không à, không biết hình thụ ăn khay khô vậy đó. Toàn phân lô rồi, dự hứa hẹn. Rồi. Chủ yếu. Chứ đâu phải ai cũng mua trúng cái chung cư mà có một chủ ở. Xong rồi nó không ở nữa, nó bán cho mình mà nó có sổ luôn, thì chuyện đó nói gì nữa. Nhưng mà ví dụ như nhà bên Mỹ mà lên Zillow mày coi, nhiều khi có cái nhà 30 năm á, 40 năm có luôn á. Má ơi, nó bán cái nhà cũ vậy luôn á. Nó nói chung là nhà nó xây lâu thôi nhưng mà ở thì vẫn không bình thường à, không có. Tức là em chưa hiểu về Mỹ. Ở Việt Nam mình á, cái nhà xây mới xây là nhìn là biết nhà mới. Rồi. Còn nhà xây cách đây 10 năm là biết nhà cách đây 10 năm. Rồi. Còn ở bên Mỹ á, nó không có phải vậy. Tức là cái nhà đó là cái nhà mày xây trước 40 năm với giờ mày xây mới đây nó khác nhau màu gạch thôi à. Tức là cái kiến trúc và cái này nọ kia nó vẫn na ná, nó vẫn vậy á. Tức là cái xã hội Mỹ đã phát triển ổn định cách đây cả thế kỷ rồi. Nó không có sự thay đổi. Một là nó sơn lại, hai là nó thay ván, thay tôn, thay ngói gì của nó chứ. Chung là kiểu Cái nào còn xài được thì nó giữ, cái nào không xài được thì nó đổi. Không, nó không kiên cố, ở trong đó là sắt. Kiểu như là cái sắt sao gãy được. Cái mô tiếp nó giữ hồi xưa vậy. Ví dụ như Việt Nam mình giờ cũng vậy đi. Ví dụ chừng 10 năm nữa là cái nhà đâu còn gì thay đổi đâu. Bây giờ bạn thèm thấy đó, mấy cái nhà ba tầng xây như nhau rồi. Giờ nó xây phụ kín đó thì sau này chị có mua lại đâu mua mới. Nhưng mà cái nhà bên châu Âu nó ngộ một cái chất nhìn nó thì nó không có bóng bẩy, nó không có láng o đẹp như mình, nhưng mà nhìn nó sang và nó khó cũ ha. Sang khó cũ. Nó làm bằng chất liệu gạch không rồi em? Trong gạch hết đó thầy. Đâu, ngoài chứ. Rồi. Trong mình đi ăn sơn bình thường. Mày đi Hàn Quốc mày thấy rồi đó. Rồi đúng rồi. Thằng quỷ Hàn Quốc với Nhật bắt trước. Ư Giang thầy ơi. Bởi vậy nhiều khi mình nhìn vô một cái nhà bên Nhật á, nó vẫn đẳng cấp hơn cái nhà bên mình.
Nhà bên mình là dùng sơn sơn qua lắc data siêu gì qua tôi qua tôi siêu gì đó. Ừ, mấy sơn đó 1 năm 2 năm nó thấm. À, nó thấm và nó bay màu. Dạ, đúng và rồi. Nó sẫm màu, nó đổi màu. Còn kia nó dán ở ngoài nó dán gạch hết. Nên gọi là cái nhà ở bên nước ngoài nó cái kiến trúc nó không có lòe lẹt, nó sơn đủ đỏ đỏ cam cam vàng vàng kiểu cái lương như bên mình. Nhìn đơn giản lắm thầy. Ừ. Nó chung là... Bên mình ngộ lắm nha, cái tư duy mày sơn cho nó nổi thì nó mới đẹp. Mà nhìn nó như cái lương á. Thầy xuống dưới quê có mấy nhà nó nhìn nó ngố ngố nữa. Thôi. Thật ra nhà dưới quê thì người ta đâu có thiết kế đâu có gì đâu em. Bắt trước làm người ta đâu hút tới đó. Đúng rồi. Nên nó ra cái vậy á. Xây chỉnh này chỉnh kia tùm lum lưa đó. Cái đầu tục vô tục ra là màu nhiều. Nên gọi là không cần đi qua tới Mỹ tới Âu, chỉ cần đi qua Nhật thôi anh thấy nhà của nó là anh học rất nhiều cái. Má mỗi lần đi chụp đóng hình, ta đi ta chụp từ sướng không, ta đi ta chụp toàn nhà không á. Tại vì đường là đâu phải của anh, nó chụp chụp nhà không à. Nhưng mà nhìn nó cái không biết bạn nào bên Nhật á, bạn không hiểu cái tôi nói. Trời nó dán gạch ở ngoài nhìn nó đẹp lắm, nó xoan. Nó đi cái màu tông thường xám xám đen đen. Nó mà vô trong cái nhà phía trong á, cái không gian nó nhìn nó ấm lắm. Không gian nó nhìn nó ấm ấm làm sao á. Tông gỗ nhiều mà, trong nhà thường mấy Nhật cửa kéo. Rồi sàn gỗ đồ, ngồi quỳ gối đồ, các bạn lùng lùng mà đen đen nhìn cưng lắm. Thiệt má, cũng giỡn đâu, nhà Nhật không cùi đâu. Nhiều khi nhà Mỹ thì xấu xấu á. Nhà Mỹ chưa hẳn cái nào cũng đẹp đâu. Thấy nhà Mỹ nhà nào cũng có cái sông, có cái đổ để xe rồi. Nó bắt buộc nhà phải vậy. Đường rộng. Đất rộng. Cũng có nhà gần thôi chứ đâu phải nhà nào cũng cách. Cái đường đó cách nhau khúc. Thì ở bên Mỹ, ở dưới quê nhà cũng cách xa vậy đó. Tức là ở bên Mỹ nó không phải nó kéo nhau ra đường, nó ở giống mình đâu em ơi. Em tại vì ở Việt Nam mình nhìn là mình đang thấy dân nó kéo nhau ra đường, nó xây nhà để làm tập quá. Nhưng mà bên Mỹ không bao giờ có cảnh đó. Ở bên Mỹ nó chỉ có cái cảnh đó khi mà nằm trong downtown thôi. Mà cái downtown nó y như khu quận 1 chứ không phải là khu này. Em hiểu không? Tức là cái downtown là em vô quận 1 sau nó vậy, nó cao cấp hơn thôi. Tức là đường xá, vỉa hè nó cũng phải này nọ và những cái gọi là kiosk bán hàng trong đó nó rất là đắt. Đó. Còn ở ngoài khu đao thao của nó là mấy khu mà thao thiết này nọ là nhà nó như dưới quê vậy đó. Yeah. Nhà nó như dưới quê chứ không phải nó nghèo như dưới quê nha. Em thấy bên đó nhà hình như làm toàn một lầu, một trệt đâu có gì hai ba lầu. Đúng rồi. Lầu đâu. Đúng rồi. Một tầng thôi. Chừng nào ở chung cư như New York thì nó mới cao hơn. Mà thuê làm nhà thì phải làm cao thì lên nhà chứ. Diện tích nhiều mới lớn không làm cao chứ vậy, diện tích quá không làm cao sao ngủ. Đúng rồi. Đất mà nó nhiều mà. Nhưng mà đâu đó. Ở bên Mỹ mà có được cái sàn như anh là cũng đâu phải hiếm lắm nội. Đổ đất anh thuộc dạng đất đại bàng rồi. Ừ. Nhưng mà bên ở đó bên thầy... bển 1500 feet. Ủa đúng rồi. 1500 feet. Trung bình nó là như vậy. Ủa bên đó anh thấy đi nhà hoang bỏ trống nhiều không anh? Nhà hoang bỏ trống chắc đi về khu của mấy YouTuber mới có thôi chứ. Vậy là bên đó là nhà thường nó sang tay hết chứ không có tình trạng bỏ trống nhiều đúng không? Ê cái chuyện đó mấy bất động sản ôm nhà sao tao biết? Chắc vẫn có ế chứ. Bên nó thì nó cũng vẫn có sale, kêu là sale nông sản, kêu là cò đó. Không phải cò mà nó là sale. Nó vẫn đi sale nhà bình thường thôi. Ví dụ như anh mở ra công ty bất động sản, anh đang ôm 100 căn nhà. Anh là công ty chứ anh không phải là ép nha. Dạ rồi. Rồi xong anh thuê mà vô làm sale cho anh mà đi bán nhà ăn cái nhiêu phần trăm vậy thôi bình thường. Còn bỏ trống ai biết. Để mùa hè tao qua tao đi coi nhà rồi tao nói cho. Coi em đi coi phim thì phim nào thấy cũng có bỏ trống mà mẹ tao đi mua nhà luôn, coi nhà xong mua nhà chém gió mua nhà luôn. Bên đó người ta gọi là biệt thự, còn bên mình gọi là nhà cấp 4. Thật gì? Ra nó không khái niệm biệt thự, nó kêu là cái house đó, cái house bình thường nó không kêu là biệt thự đâu. Biệt thự là do mình kêu thôi. À, nhà cũ bên Mỹ 50 năm tuổi, nếu thích kiểu mới thì remodel thôi chứ mainframe vẫn very good. Ồ thằng này nói chuyện có kiến thức ghê ta. Không, tôi cách mà nói chuyện thì tôi biết bạn có trình đó. Bởi vì nhiều khi mình lên mạng, mình cái mạng xã hội bạn, thằng trẻ trâu nó chừa xong rồi cũng có khách hàng ta coi, ta đẳng cấp của người ta biết chuyện này nọ kia thứ yeah. Nhiều lắm. Nhưng mà tính giá bạn comment này, hai ba câu tôi đọc là bạn nói chuyện rất có tình có lý á. Cái mainframe tức là cái khung nhà á. Còn bạn nói bằng remodel tức là cái nhà ví dụ giờ bình thường á là cái kiểu đó, giờ giống cái tóc đi.
mình design cái kiểu khác, nhưng mà cái mainframe là cái khung vẫn là cái cố định cái cũ. Dạ rồi. Cái nhà của bên mình á, cái mainframe là cái gì? Là bê tông cốt thép. Còn cái nhà bên Mỹ á, mainframe là gì? Mấy cái sắt bắt ốc vô, nó ốp lại. Nên gọi là cái quá trình xây nhà bên Mỹ nó khác bên mình. Mà thậm chí bên nước, bên Hàn Quốc, bên Nhật nó cũng vậy luôn á. Tức là đầu tiên á, nó xây cái móng là đào gì đơn giản, nó lắp mấy cái, nó cũng đổ bê tông nhẹ nhẹ. Yeah. Đúng không? Xong rồi nó dựng 4-5 cái dựng hình vuông rồi lên, rồi trên hình vuông nó có mấy ốc kêu là gì tao chả biết nữa. Tức là làm cái tranh cái trụ bắt ốc chứ không phải là đó làm... Xong nó dựng xong đó nha, nó đi đường điện đường nước gì nó làm ra hết. Yeah. Rồi xong rồi ở cái xưởng của nó á, cái xưởng của nó là nó design một cái khung ở trên đúng mấy cái mẫu này luôn, ok chưa? Rồi nó design cái khung luôn, rồi xong nó kêu cái xe truck tới á, nó chở tới, nó lóc cái bập một trong vòng buổi là lên cái nhà, rồi xong đập dách dách có sẵn luôn, rồi đập bóc mặt đồ nó nhanh như điện luôn. Chắc không thầy, vậy chắc không thầy. Hả? Vậy sao vậy, chắc không, chắc chắn không ta? Chắc không là chắc thì bị bão hay là bị gì hả? Ừ. Bị bão thì đương nhiên bị hư hại, bão nhà nào chịu nổi mày. Tức là nó xây cái trụ cái khung đó xong rồi nó ốp cái dách cho thôi hả? Mày cũng ứ hiểu, mày có chơi đồ hàng không? Tức là cái nhà bây giờ nó có cái gì? Thứ nhất là cái móng, đúng rồi, không? Đúng thứ rồi. Hai là cái khung nhà, thứ ba là cái nóc nhà, đúng chưa? Đúng rồi. Thì cái móng thì đương nhiên mày phải làm ở miếng đất rồi chứ sao mày làm ở cái tuy được. Đúng. Tức là ví dụ như bây giờ nó làm một cái nhà thì cái nhà nó có mã số nhà, trên mã số nhà nó có bản vẽ, có thiết kế cắt khung hết, nó làm công nghiệp hết ông ơi. Chứ không phải như bên mình nó lại đó, ê em ơi nhà này 4 mét sắt y, ủa sắt y 4 mét rồi sắt anh phi 25 mấy cây vô đây rồi uống rồi xong lấy thước đo xong cắt cục xong vô đây nối dặn là ơi bữa nay bê tông về nha, rồi xong rồi tối kéo đổ bê tông. Không phải vậy ông ơi. Tức là những cái bước đó, thứ những cái bước đó nó làm ở factory hết, nó dùng công nghiệp hết, em hiểu không? Dạ. Tức là cái sắt bao nhiêu chuẩn nó cắt lần cả ngàn cây luôn á, chứ không phải một cây nó để sẵn nó lắp bập vô. Hiểu. Mà tôi nói mới ai hiểu không trời? Hiểu rồi hình như đó, nó không có dùng cái sắt nhỏ nhỏ như mình mà nó dặn nó nối lại một cái khung, mà nó xài cái sắt y luôn. Dạ. Chuẩn nó luôn. Sắt y và sắt khác. Đó là những cái sắt nó tạo được khung cứng bỏ mẹ đi được, mà sao sập được ba? Hiểu không? Dạ. Rồi mày biết vụ kéo nhà chưa? Mày phải nó nâng nhà lên, nó lăn đi. Ờ bình thường. Nó là như vậy. Chứ không phải như cái kiểu như mình là cái mình đổ bê tông cốt thép luôn. Còn bên đó khi nào nó xây cái chung cư mà tum tower á, nó mới đổ bê tông. Còn mấy cái nhà dân sự kiểu nhỏ nó tầng hay tầng nút vậy không á, bên mình kia là nhà tiền chế. Dạ. Sao sập được? Đúng không? Bên mình kêu là nhà tiền chế. Còn bên nó thì nó về bản chất nó giống y như nhà tiền chế vậy đó, nhưng mà nó làm dạng công nghiệp, làm rất là nhanh. Yeah. Và nó rất là khoa học, nó dạng ốc ít rồi vô rất là nãy chúng phải ngồi hàng sẹt với mình. Trời ơi mấy G7 mà ba. Ủa vậy hả? Nãy giờ tôi có ai hiểu tôi nói gì không trời? Ừ. Tức là nhiều khi nói vậy các bạn hiểu cái nhà tiền chế là vẫn cắt từ cái sắt ra, không phải vậy. Tức là bên mình là làm thủ công á, mình tốn quá nhiều người. Quá nhiều thợ hồ thì nó chạy vậy đó. Nó mình tốn quá nhiều thợ hồ làm cái nhà. Ủa còn bên nó là robot cắt rồi không à. À đó, nó làm nhà giống như mày ráp máy vậy đó. Nó có những cái lốc sẵn hết bụp vô vậy đó. Này là nhà nè. Như vậy đó là được cái gì? Nó nhẹ cái nhà. Nó nhẹ cái nhà, nhà mà không bị nghiêng, không bị này bị kia, cái móng nó cũng ok. Còn ở Việt Nam mình nói thiệt, nhiều khi xây nhà ổ bổ sự đi được á. Ủa cái nhà thì nhìn đúng nặng luôn, cái móng thì không có. Xây giữa chừng nó bị nghiêng cái nhà, sống đèo qua nhà kế bên rồi ăn cho đủ luôn. Chọn tỷ xuống đất, về coi video chọn tỷ xuống đất. Chứ giờ xây cái nhà, xây cái đó chắc nó ăn mài luôn. Mấy em hiểu không? Giờ nhân công bên Mỹ bây giờ em cứ tính đi. Nhân công bên Mỹ giờ 15 đô một giờ. Mà xây cái nhà tốn chừng trăm ông thợ hồ cái đó thôi, nó bỏ xứ nó đi luôn, chứ nó bán nhà đó ai mua nữa. Nó là công nghiệp hết. Không cần đâu xa. Anh thấy Việt Nam nó có rồi luôn á, mà nhà nhỏ thôi. Tức là mấy ông nội nào chắc cũng bên Nhật, bên Hàn gì qua đây đầu tư nè. Đem mô hình nó qua. Xây đâu thầy? Tao đi đâu tao thấy tao quên. Còn bên Nhật nhiều luôn. Ôi nó xây. Còn nhà container còn lẻ nữa. Nhà container có sẵn luôn, mua nhiều. Mua bị hôm. Ờ cái đó em thấy. Ồ như lẻ luôn. Mua bị hôm lẹ lắm. Thấy nó chắc là khi tại nó kéo đi táo là sao? Ừ, 5.000, 10.000 vậy đó. Xong thả xuống cái bay đó. Khỏi làm móng miết khỉ khô vô ở luôn đi. Thiệt.
khỏi làm móng luôn, nhà Mobile Home móng chi, đất cứng để cái container đó sao lật được. Con phim Mỹ thấy sống container đầy. Tụi nói thôi chứ nhà nó vậy thôi nhưng mà trong nội thất ngon lắm á ba. Con thấy cũng có bếp nút rồi, cũng toilet, nội thất color đồ cũng giỡn đâu. Color luôn ở đây. Ừ. Trời, trước sau gì mình cũng lên đi tới cái bước đó thôi à, nhưng mà không biết mấy trăm năm nữa thôi mày ơi. Thiệt chứ mốt ai xây nhà kiểu này. Đâu, mốt bỏ luật quy hoạch lại hết con mày. Một là chung cư luôn. Đó. Còn hai là nhà home, là nhà home. Chứ không lẽ giờ mình sống mình tách biệt với thế giới làm gì có chuyện đó. Quy hoạch lại em ơi. Như Singapore này, giờ Singapore mà nhỏ mình Singapore không? Chung cư để chung cư hết. Đẩy ra chung cư rồi thôi, dân thì khu riêng, chung cư khu riêng. Ai còn muốn... giờ thiệt á, Việt Nam nè, làm tự nhiên á, nó có những cái mặt nè. Mày xây cái nhà lên thì nhìn nó rõ ghê. Đúng không? Ừ. Mày xây cái nhà lên nhìn thì rõ ghê luôn. Mà phòng cháy chữa cháy ứ có. Rồi xong rồi giữa chừng con dâu đẻ xe cấp cứu thì không vô được, là mày fail mẹ rồi cái đoạn đó chứ còn gì nữa. Tức là cái tiện nghi cuộc sống nó không đáp ứng được cho nhà đó, cái nhà đó giống như nhà đứng dựng lên để lấy bình thành tích á. Bây giờ cuộc sống giữa chừng em biết cháy nhà thì thứ nhất á là hệ thống phòng cháy chữa cháy của mình nó phải tự cứu mình trước. Yeah. Rồi xe cứu hỏa nó mới tới kịp. Chứ giờ ông ngồi alo cứu hỏa tới cứu em mà trong khi mày ngồi nhìn nhà cháy à. Ừ, rồi chưa kể giờ ai chả bị bệnh nửa đêm nửa hôm đau yếu này nọ. Không mà cũng có nhiều vụ cháy nhà. Rồi xe cấp cứu nó không vô được luôn. Vô không được. Vậy sao? Vậy tự nhiên cái nhà đó ý nghĩa gì? Tức là cái nhà đó nó có cái vỏ mà nó không có linh hồn. Có đợt hình như là có cái đường gì là người dân phải hiến đất cho nhà nước để mở rộng đường, xe của họ, xe của thì cái đó là mấy cái hẻm nhỏ hồi xưa chị. Dạ. Đó thì rõ ràng là cái quy hoạch ngày xưa đó sai trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Mà bây giờ mình làm cái mới mà nó sai như cái cũ nữa thôi. Làm đường chắc hồi đó chưa làm đường cho xe máy chạy chứ không phải làm đường cho xe máy chạy. Nó có nhiều cái cặp vợ chồng còn trẻ mới lấy nhau lý tưởng đi mua nhà chui hẻm ở. Giờ thì có Zalo định vị được chứ hồi xưa là mày cũng toan rồi. Ý là nó nhiều chuyện thôi, thật ra nó đâu có toan đâu. Tại vì số nhà nó... Không phải em ơi, mày cãi tao hoài. Tao nói mày nghe, bây giờ có Zalo mà định vị phát một mày gửi cho cấp cứu nó chạy tới liền. Còn hồi xưa đó mày đưa đóng sẹt nó nghỉ luôn. Tại vì tao nhận cái địa chỉ mà thấy sẹt tao đâu biết mà vô được hay không được, thấy cái sẹt tao chán rồi. Đó. Mà bây giờ được nhà làm gì có đường, làm gì có sẹt, đường mỗi đường đó là đường hết chứ mày hoạch còn sẹt nữa hoạch kiểu gì. Đúng không? Ví dụ như giờ đường của em đường chính là đường A thì sẽ tới đường B, tới đường C, tới đường D. Chứ đâu phải là đường A sẹt B sẹt C sẹt D. Cái đó đang là cái sai luôn á. Vậy á, cái nhà chuẩn nó phải nằm trên con đường chuẩn mà bản thân cái hẻm đã không chuẩn rồi. Cái con đường chuẩn là gì? Nó phải có hệ thống đèn đường, nó phải hệ thống gọi là những cái định vị của nhà nước để cho nhà nước ăn trộm nó chạy tới nhiêu biết bắt xúc đầu rồi luôn. Đồ ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Xong rồi nó phải có ống cứu hỏa sẵn đó nữa. Ủa cháy nhà người ta rồi lấy nước ra phun chứ cháy nhà người ta. Ôi thua luôn.